đây nha. Mày nhìn nó mày mày chúc nó bắt tụ mày luôn, bắt hai bắt tụ bắt hai luôn mày con chúc nha, bắt hai lên bắt hai ngọc năm nay làm ăn phát đạt, dồi dào sức khỏe, năm mới gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Năm mới nhân dịp về chúc Tết nhà cùng hòa thương. Thì con xuống đây đã chúc Tết gia đình. Thì năm hai cũng thay lời gia đình, trước tiên là chúc gia đình con năm mới vui vẻ sức khỏe, dạng tự như ý. Riêng con thì mọi người cũng được chúc rồi, thì Bắc Minh cũng chúc theo là thôi cố gắng năm nay lấy cái mảnh bằng cấp 3 ha, để đựng lưng và thành công trong công việc làm nha. Chúc con có một buổi gì rồi Bắc Minh cũng chia đi nha. Nói xong tiền lì xì một bó. Cảm ơn. Xong rồi, con trách nhiệm. Rồi, con như đó là chấm dứt ngày tới. Cho gia đình chị gặp nhiều may mắn. Rồi 52 phần, 52 phần hạnh phúc. Và để dự dắt cho các cháu về đến bờ bên hạnh phúc. Em cũng có tiền lì xì lúc chút. Rồi cảm ơn em và cũng thay mặt cho gia đình Bắc Năm Già cũng như Bắc Nhân Ngoan bên đó thì cũng chúc cho vợ em, vợ chồng em năm vừa rồi là nó qua như là ngày nay là năm nay đó là đầu năm đang coi như là có thật nhiều sức khỏe, có sức khỏe là ta chiến thắng. Có sức khỏe là ta làm được tất cả với hai bàn tay của mình. Thì chị cũng chúc hai vợ chồng em và cháu Tiên coi như là những gì tốt lành nhất đến với vợ chồng em và cháu. Vỗ tay. Chú cũng thay mặt cho đại gia đình Bắc Năm Già là chúc hai cháu có sức khỏe, làm được tất cả mọi việc và lo cho con cái nó đi dư dả phục vụ giúp cho cha mẹ. Cái này lì xì cho con. Rồi cái này lì xì cho chú Phương Địa Phương. Rồi coi chút sao. Sao vậy đó? Tiền nhiều lì xì cho cháu. Anh ba cảm ơn con, năm nay lớn tuổi học cho giỏi nha. Rồi cứu cứu nhiều cứu trước. Rồi chúc cháu năm nay lớn tịnh tuổi, học hành cho nó giỏi chút ha. Năm mới con chúc gia đình chú gì bạn may mắn, gia đình sức khỏe. Anh chúc gì dành cho mãi con già. Đẹp như nhiều. Chúc con năm nay lớn tuổi, học hành thì đỗ đạt, rồi có một đồ nhí dẫn về cho mẹ với bố biết. Dạ. Bật cái đèn đó lên. Năm mới con chúc gia đình chú gì luôn nhiều nhà sức khỏe, trong an lành phát tài, cũng học thật sự như ý. Cảm ơn con, năm nay con cũng lớn được tuổi. Thôi giờ gì không có biết gì hơn là chúc cho con có nhiều sức khỏe, trẻ đẹp, nói chuyện có duyên. Rồi
và có con là cái út tìm thằng trai mùi mùi nào cho nó ngon về giúp cho cha mẹ. Cưới được nó chị nói đó sống năm năm tuổi rồi cảm ơn cháu. Năm nay á là đi làm á là phải là cứ hạt ba không thôi á, rồi kiếm tiền nhiều nhiều rồi coi có thằng nào á xứng đôi giữa mình phải bước lên chính nữa. Ok rồi.